Kính thưa quý vị, vào thời điểm này thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có phương án tuyển sinh chính thức năm 2018, nhưng nhiều trường đã có phương án tuyển sinh riêng. Vào cuối tháng 3 thì các thí sinh sẽ nộp đơn nguyện vọng vào các trường cao đẳng và đại học. Theo thống kê của năm 2017 thì có hơn 600.000 thí sinh thi cho phổ thông nộp đơn xét tuyển vào đại học, chiếm khoảng 75% lượng hồ sơ xét tuyển. Năm nay các trường đại học có thêm hơn 100 ngành mới và có thể bỏ điểm sàn quốc gia. Các trường sẽ tự đề ra phương án xét tuyển riêng và có thể tiến hành xét tuyển quanh năm. Dù đã có nhiều phương án phân luồng học sinh nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa thực sự có hiệu quả. Trong khi các trường đại học tìm nhiều giải pháp để thu hút sinh viên thì các trường cao đẳng nghề thì ngày càng khó khăn trong việc mời gọi học sinh vào trường của mình. Vậy nên chỉ học đại học hay không và tầm nhìn để có việc làm trong 5 năm nữa là gì? Chị Ngô Thị Ngọc Lan là giám đốc của khu vực miền Bắc công ty tuyển dụng Navigosearch và là một chuyên gia về lao động việc làm sẽ chia sẻ về nội dung này. Rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi. Thưa chị, là xu hướng tuyển dụng của thị trường lao động trong thời gian gần đây thì đặt trọng tâm vào các em sinh viên tốt nghiệp của các trường đại học hay là các em tốt nghiệp các trường cao đẳng? Thay vì tôi trả lời câu hỏi là các em sinh viên từ trường cao đẳng nghề hay là từ các trường đại học sẽ có cơ hội tìm được nhiều việc làm hơn, thì tôi xin chia sẻ với cả quý vị khán giả về thông tin về tỷ lệ sinh viên thất nghiệp. Theo thống kê cho thấy thì số sinh viên sau khi mà tốt nghiệp các trường đại học ra trường và các bạn ấy thất nghiệp thì gấp 5 lần so với cả các trường nghề. Vậy ở đây thực tế là gì? Không phải rằng các bạn cứ có tấm bằng đại học ở trong tay là các bạn sẽ có cơ hội tìm được một công việc làm như ý, mà thậm chí rằng các bạn chỉ học ở các trường nghề, các trường cao đẳng thôi, các trường kỹ thuật thôi thì các bạn vẫn có nhiều khả năng để tìm kiếm một cơ hội công việc tốt, đảm bảo về mặt tài chính cho các bạn. Vâng, vậy thì bằng cấp có vai trò như thế nào khi mà tham gia vào cái quá trình tuyển dụng của các nhà tuyển dụng thưa chị? Thực tế các nhà tuyển dụng có quan tâm đến bằng cấp không? Thì tôi xin thưa là có, nhưng họ quan tâm đến chất lượng của bằng cấp đấy như thế nào, chứ không phải là bằng của anh là bằng đại học hay là bằng cao đẳng hay là bằng kỹ thuật nghề. Họ sẽ quan tâm xem năng lực của anh có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc hay không, thái độ trong công việc của anh như thế nào, khả năng anh bắt nhịp được với cả môi trường công việc ra sao. Đấy mới là cái mà các nhà tuyển dụng quan trọng. Hiện nay thì các em sinh viên của chúng ta ra trường ấy thì có đáp ứng được cơ bản những cái yêu cầu như vậy không? Phải rất là buồn để chia sẻ rằng là phần lớn sinh viên của chúng ta ra trường là không đáp ứng được kỳ vọng của các nhà tuyển dụng. Thứ nhất là họ phải đào tạo lại. Kể các bạn sinh viên sau khi mà học ở các trường đại học rất có tên tuổi, các bạn đi làm vẫn có thể là chưa hề bắt nhịp được với các yêu cầu của nhà tuyển dụng. Họ sẽ phải cần đào tạo lại ở trong doanh nghiệp. Cái mà họ cần phải đào tạo hơn nữa đấy là liên quan đến ý thức về mặt công việc. Vậy tôi cũng cảm thấy rất là đáng buồn khi mà chia sẻ một cái thực tế như thế này. Dạ vâng, vậy thì ý thức, chị có thể nói rõ hơn về cái ý thức của các em khi mà ra trường vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu của nhà tuyển dụng là gì? Khi mà chúng tôi có làm khảo sát cũng như là trao đổi với cả rất nhiều doanh nghiệp, họ là khách hàng của chúng tôi, thì hỏi họ xem là họ đánh giá như thế nào về sinh viên ra trường hoặc là thậm chí cả những người đã có kinh nghiệm làm việc rồi, thì họ nói rằng là ý thức hiện tại của các bạn sinh viên mới ra trường là còn tương đối kém. Ý thức kém ở đây là gì? Có những bạn mà học ở các trường có thể là có tên tuổi ở trong ở Hà Nội cũng như là ở Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, đúng rồi ạ. Thế nhưng mà khi các bạn ý ra trường, các bạn đánh giá rằng là năng lực của tôi rất là tốt. Tôi hoàn toàn có thể làm bất kỳ một công việc gì mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Nhưng mà một thực tế cho thấy rằng là đến khi mà giao việc cho các bạn ấy thiếu cái sự hỗ trợ hoặc là thiếu tự phối hợp với các phòng ban, thiếu cái tinh thần học hỏi và tinh thần cầu tiến. Chính vì thế cho nên là nhiều công ty chúng tôi còn nhận được yêu cầu rằng là chúng tôi tránh không muốn tuyển từ sinh viên từ những trường này ra, mặc dù đây là những cái trường tên tuổi ở trên thị trường về giáo dục. Có nghĩa là không hẳn là đã lọt vào một cái trường top đại học là chắc chắn ra trường anh sẽ được tuyển dụng ngay, đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ dự đoán một chút trong tương lai không xa, trong khoảng 5 năm tới thì Navigos hoặc là đứng trên vai trò là một chuyên gia của lao động việc làm thì chị nhìn nhận cái thị trường lao động trong thời gian tới là sẽ như thế nào? Trong thời gian gần đây chúng ta nghe rất là nhiều về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Rõ ràng đây là thời đại công nghiệp, thời đại của digital. Và chúng ta đã thấy có sự thay đổi cực kỳ lớn về thị trường lao động. Thời điểm hiện tại có khoảng 60% số công việc mới đã được ra đời so với cả trước năm 2000. Và nó là những công việc đòi hỏi có tính kỹ thuật rất là cao. Vậy thì nếu như các bạn chỉ đơn thuần học những cái môn rất là truyền thống ở trong nhà trường, các bạn sẽ không đáp ứng được với cả nhu cầu của công việc. Hôm vừa rồi thì chúng tôi có tham dự một cái hội thảo do một chuyên gia, một tiến sĩ người nước ngoài có giới thiệu về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đã ảnh hưởng như thế nào đến thị trường lao động, đặc biệt là thị trường lao động tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Và có một thực tế cho thấy rằng là những công ty trước đây liên quan đến mảng da giày, về sản xuất may mặc, họ
vào Việt Nam rất là nhiều, họ đặt trụ sở tại đây, họ đặt các nhà máy tại đây để tuyển được nhân công giá rẻ. Nhưng mà với sự phát triển của khoa học công nghệ thì bây giờ toàn bộ hệ thống đó đã được thay thế bằng robot và họ không cần con người trực tiếp tham gia để sản xuất từ những cái sản phẩm chi tiết nhỏ như thế nữa. Vậy thì thực tế chứng minh là gì? Cuộc cách mạng công nghiệp nó đã thay đổi rất nhiều đến việc đào tạo, đến ngành nghề, đến công việc trong tương lai. Vậy thì trong thời gian tới thì có những cái ngành nghề nào mà chúng ta học rồi, ra trường rồi mà chắc chắn là xã hội vẫn cần, thì chắc chắn đó là liên quan đến ngành công nghệ. Công nghệ ở đây có thể được hiểu như là IT, liên quan đến machine learning, có thể liên quan đến các công nghệ như công nghệ nano, công nghệ về sinh học hoặc là về nông nghiệp. Rõ ràng nông nghiệp xanh bây giờ chúng ta cũng đang nói rất nhiều đúng không ạ? Hoặc là thậm chí như chúng tôi thấy là ở trong ngành ngân hàng. Trước đây thì chúng ta hiểu rằng ngân hàng truyền thống, chúng ta đến các điểm giao dịch để tiến hành giao dịch rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đã chuyển sang thành thời đại kỹ thuật số rồi. Bây giờ khách hàng không cần có nhu cầu đến các điểm giao dịch ở ngân hàng để tiến hành thanh toán rồi chuyển khoản nữa, mà tất cả có thể làm trên một hệ thống online, trên mobile phone. Vậy thì chắc chắn là ở trong ngành ngân hàng liên quan đến mảng digital banking chúng tôi cũng đã thấy sự thay đổi cực kỳ là mạnh mẽ. Vậy thì những cái gì mà liên quan đến công nghệ chắc chắn là sẽ được chào đón ạ. Vâng. Thời gian của cuộc trò chuyện này cũng không còn nhiều nữa. Dạ. Tôi muốn đặt cho chị một câu hỏi ngắn gọn. Và tôi nghĩ rằng là các em học sinh khi mà xem cái chương trình này cũng rất là mong muốn chị có một lời khuyên, một lời khuyên nào đó cho các em khi mà các em chuẩn bị bước vào một cái lựa chọn rất là lớn cho tương lai của mình. Một là học trường nghề, hai là học trường đại học. Xin mời chị. Vâng, thực ra để nói là có một lời khuyên cho các bạn thì thực sự là Lan không dám là khuyên các bạn, mà chỉ chia sẻ với các bạn một thực tế rằng là thông thường con người ta sẽ thành công nếu như chúng ta có niềm đam mê với nó và chúng ta thực sự đi đến hết cái con đường đó. Nếu mà các bạn cảm thấy đam mê với ngành nghề gì thì các bạn hãy lựa chọn nó. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai rằng không phải tất cả các cánh cửa mở ra cho tương lai các bạn chắc chắn là nó phải đi qua trường đại học đâu. Bởi vì đối với rất nhiều các trường nghề, như thực tế tôi đã làm việc với một số trường nghề thì thấy rằng là các bạn ấy vào trường, các bạn ấy có cơ chế đào tạo rất là tốt, có cơ chế liên kết giữa nhà trường với cả các doanh nghiệp rất tốt, thì 100% các bạn từ trường nghề đi ra, các bạn ấy vẫn có công ăn việc làm rất là ổn định với mức thu nhập phải nói là tương đối là trung bình và trung bình khá ở trong xã hội. Thế cho nên là lời khuyên đối với các bạn là gì? Các bạn hãy xác định xem các bạn muốn làm gì trong tương lai, các bạn hãy đeo đuổi cái đam mê của mình và đừng vì một cái bằng cấp, đừng vì một cái danh tiếng nào đó, hão huyền nào đó mà chúng ta phải học những cái ngành nghề mà hoàn toàn không có tương lai và sau này nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của các bạn. Dạ vâng, có thể ngắn gọn là các bạn cứ sống với đam mê của mình, và hai nữa là đại học thì không phải là con đường duy nhất đúng không ạ? Đúng rất là ạ. Cảm ơn chị Lan đã đưa ra những cái lời chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên khi mà chuẩn bị cho cái đợt tuyển sinh vào năm tới.